Trầm Tư La Hán. Ngài tên là La Hầu La, sau khi theo Phật xuất gia, nhờ sự giáo dưỡng của Thế Tôn, ngài bỏ dần tập khí vương giả và thói xấu trêu ghẹo người, nỗ lực tu tập để chứng thánh quả. Ngài luôn khiêm trung nhẫn nhục, không thích tranh cãi hơn thua. Phòng của mình bị người chiếm ở, ngài lẳng lặng dời vào nhà xí ngủ qua đêm. Đi khất thực bị bọn côn đồ ném đá trúng đầu chảy máu, ngài lặng lẽ đến bờ suối rửa sạch rồi tự tay băng bó. Tín chủ cúng cho ngài một tỉnh thức, ít lâu sau đổi lại đem cúng người khác, ngài cũng bình thản dọn ra khỏi phòng. Sau khi chứng quả A-la-hán, ngài lặng lẽ tu tập. Đức Phật khen tặng ngài là mật hạnh đệ nhất và chọn ngài vào trong số 16 La-hán lưu lại nhân gian. Với đức tánh lặng lẽ, ngài được tặng danh hiệu La-hán Trầm Tư. Sau Phật diệt độ, vua nước Châu Thi Na không tin Phật pháp, đập phá chùa viện, thiêu hủy kinh tượng, số người xuất gia giảm sút. Có một hòa thượng ôm cái bát vào thành khất thực, nhưng cả thành chẳng ai để ý tới cả. Khó khăn lắm, ngài mới gặp một gia đình tin Phật cúng cho bát cháo nóng. Hòa thượng hấp xong miếng cháo thì thở dài. Thí chủ hỏi thăm thì được hòa thượng kể lại thời Phật còn tại thế, ngài cũng từng theo Phật đến đây khất thực. Lúc ấy nhà nhà tranh nhau cúng dường, khác hẳn ngày nay. Hòa thượng tiết lộ thân thế của mình chính là La Hầu La. Mấy trăm năm nay dốc lòng hoằng dương Phật pháp. Theo Pháp Trụ Ký, ngài là vị La Hán thứ 11, thường cùng 1100 vị A La Hán trụ ở Tất Lợi Dương Cù Châu.